đi qua một cái hang. Tất nhiên là vào cái mùa nước lụt thì chúng ta không thể đi được. Tháng 6, tháng 7, tháng 8, ba cái tháng đấy thì chúng ta phải đi lối bên trên. Còn lại các tháng còn lại chúng ta sẽ đi qua cái hang này. Thì từ chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái hang này rất là đặc biệt luôn, là hoàn toàn không bao giờ có muỗi. Người dân buổi trưa thường rủ nhau ra đây ngủ mỗi khi mất điện, bởi trong hang rất là mát và hoàn toàn không có một con muỗi nào cả. Đấy là một trong những hiện tượng rất là kỳ lạ mà chúng tôi phát hiện ra cũng như là khám phá ra tại cái Việt Hải này. Thì có thể nói đây sắp tới chúng tôi sẽ đặt là một cái hang không muỗi để mà tạo ra một cái điểm nhấn đặc biệt cho khi mà du khách đến thăm Việt Hải. Mà mời các bạn đi cùng tôi vào hang. Cây hồng hoa các bạn nhé, sau khi mà nó lên chánh và cắt ngọn ra rồi thì bắt đầu nó ra rất nhiều chánh, mỗi chánh là một cái bông nhỏ này, và đây là cái bông lớn này, và cái bông rất là lớn. Tôi sẽ vặt, xin vặt vặt một quả này. Đây là quả hồng hoa, và các bạn đây là cái cánh này này, họ sẽ ngâm mứt và ngâm đường để làm siro và mứt. Còn cái bên trong này là cái hột của nó thì sẽ để khô để có thể làm lấy giống cho vụ mùa sau. Cái cánh hoa này, đây là mứt hồng hoa đấy ạ. Tức là toàn bộ cái cánh hồng hoa, sau đó khi bỏ cái phần hạt ra rồi thì sẽ ngâm đường và nó có cái vị, cái màu rất là đẹp và cái vị thơm ngon như thế này. Các bạn hãy thử một lần khi đến Việt Hải, và qua sẽ tiếp đãi các bạn mứt hồng hoa và nước siro hồng hoa. Mời các bạn đến một điểm rất đặc biệt của Việt Hải luôn. Và tôi đang cầm như thế, bay. Tôi sẽ đặt ở đây. Chúng ta sẽ chờ thêm một tí. Là nhiệt độ ở ngoài trời tôi sẽ xem nó là bao nhiêu độ. Chính xác nó đang là 32,5 độ. Mà giữa một cái hồ này cũng rất là mát rồi. Mà nhiệt độ là chính xác là 32,5 độ. Thế như vậy lúc nãy là tôi rồi. Nhiệt độ chính xác là khoảng rơi tầm 21 độ. Các bạn có thể tin được không? Đây, tại khu vực này 21 độ. Trong khi đó ngoài trời nếu mà đo ở cái khu vực trong bóng mát là 30 độ, và ở những khu vực ngoài trời có thể lên đến 35 độ. Thì ở đây các bạn nhìn này, nhiệt độ ở đây 25 độ chia đôi, rơi vào tầm 21,5 độ. Quá tuyệt vời luôn.